mọi người, chào mọi người đã trở lại với YouTube channel của Obsen. Lần này thì mình sẽ làm một cái video với chủ đề khá đơn giản thôi, đó chính là mua đồ hot trend. Dạo này các bạn thấy có đồ gì hot trend? Capybara, Loopy hay là kẹp tóc hoa lan nhở? Thật ra thì Sanrio cũng khá là hot trend ấy. Nếu mà các bạn đang muốn săn những cái đồ hot trend dạo gần đây ấy, thì cùng theo dõi video này, tại vì hôm nay mình sẽ đến Obsen và săn những cái đồ hot trend nhất tại đây nhá. Let's go! Nhân vật hot trend đầu tiên mà mình sẽ đi săn lùng đó chính là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Capybara. Thật ra thì mọi người không hề xa lạ gì với em này rồi đúng không? Nhưng mà dạo gần đây mình thấy em ấy lại hot lên khá là nhiều. Thì mình bước vào phòng ngầu bông của Obsen, mình đã thấy là có mấy em Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở đây kiểu đứng lững thững rồi. Thế nên là cùng mình săn mấy em này đầu tiên nhá. Trời ơi, có em Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gấu bông cầm trà sữa siêu xinh ở đây. Và có cả những cái em Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nằm như thế này và có quả cam trên đầu khá là xinh. Thì với một người yêu thích gấu bông như mình ý, và rất là yêu thích Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ý, mình nghĩ là mình sẽ săn cả hai em này về nhà luôn nha. Còn các bạn thì các bạn thấy em nào xinh hơn? Quay sang ở khu mắc khóa ý, thì đập vào ngay mắt mình đó chính là hai em Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và kiểu cosplay kiểu đường tăng này. Và em này thì là gì đây, Tô Ngộ Không à? Ê, nhìn hai em này khá là xinh đúng không? Hai em này thì sẽ là móc khóa bông nha. Và mình thấy là cái bộ đôi này kiểu đôi bạn thân nào ấy mà muốn rước về làm đồ đôi ấy thì cũng khá là ok nha. Còn với bạn nào mà không thích móc khóa bông ấy thì có hai móc khóa len thì cũng khá là hay. Em này thì là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiểu ngồi trên đóa liên hoa xong rồi có cả một chuỗi vòng luôn. Còn em này thì sẽ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở trong một cái rau xà lách trắng. Nhưng mà hai em này khá là xinh đúng không? Mình thấy là nói chung cái em Bộ trưởng Bộ Ngoại giao này làm gì cũng xinh và hình gì cũng xinh thôi. Thế nên là đôi bạn thân nào mà thích Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì cũng sắm đôi này về đi nhá. Và để tiếp tục hành trình săn Capybara thì ở trên tay mình có một hộp kẹp ở đây. Mọi người nhìn qua sẽ không thấy điều gì đặc biệt đúng không? Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì mọi người sẽ bắt được mấy em Capybara ở trong này rất là xinh nha. Em này thì sẽ là kẹp đa năng, mọi người có thể kẹp vào vở này, vào sách này. Ngoài ra có rất là nhiều hình thù xinh nữa. Có một em Capybara ở trong cái chén nha. Ở đây mình sẽ có thêm kiểu 2-3 em Capybara cũng khá là xinh. Cái này thì mọi người có thể mua theo set luôn, tại vì mình thấy là một em này giá cũng khá là hà rẻ. Nên là nếu mà bạn nào thích nhá thì mọi người hãy mua 2-3 cái về để dùng dần nha. Mọi người đoán xem mình vừa tìm được gì này. Ở đây mình có một em bịt mắt bông Capybara khá là xinh. Và cái em này bên trong còn có kiểu cái gel massage nữa ý. Thế nên là khá là thoải mái khi mà các bạn sử dụng. Không ngờ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xâm chiếm đến cả ốp điện thoại rồi. Cái ốp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao này thì khá là xinh nha. Mấy em này thì có cả một cái móc bên dưới cho mọi người nữa. Và một cái set ốp này vừa xinh này, vừa có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao này. Thì bạn nào chưa đổi ốp, nhanh tay mau đổi ốp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao này đi nhá. Và nhân vật hot trend tiếp theo chúng mình cùng đi săn lùng đó chính là Sanrio nhá. Thật ra thì mình thấy Sanrio kiểu cái độ hot nó không bao giờ giảm ý. Và ở Obsen cũng vậy, lúc nào mình cũng thấy là tràn ngập đồ Sanrio luôn. Nhưng ở các bạn vào phòng gấu bông này thì phía trên này một dàn em gấu bông ở đây đều là em gấu bông về Sanrio nha. Và mọi người quay sang đây một xíu thì cũng toàn là gấu bông Sanrio thôi à. Nói chung là ở Obsen thì mình chưa bao giờ thấy mấy em Sanrio hết hot cả. Trên tay mình là một cái em nhân vật môi tều dạo gần đây khá là hot. Em này thì thật ra cũng là một nhân vật Sanrio nếu mà cho bạn nào không biết nhá. Chẳng qua là em ấy không nổi như kiểu là Koromi này, Shinamaru hay là My Melody thôi. Nhưng mà em ấy cũng là một nhân vật của Sanrio nha. Và dạo gần đây em ấy được để ý rất là nhiều luôn. Và vì hôm nay mình có một chiếc áo màu xanh, thế nên mình sẽ mang hai em Sanrio màu xanh này về nhà nhá. Trên tay mình một em này thì là em Shinamaru này, một em này thì là nhân vật Sanrio môi tều nếu mà cho bạn là không biết đọc tên. Đã bảo là Sanrio ở Obsen rất là hot, thế nên là khu móc khóa bông cũng có một vài em Sanrio ở đây. Nhưng mà cái em móc khóa này thì khá đặc biệt nha, tại vì em này thì giống như một cái túi mini đa năng ấy. Mọi người có thể đựng mấy cái đồ nhỏ nhỏ ở đây, ví dụ như là son này hoặc là mấy cái phụ kiện nhỏ nhỏ và cũng ok nha. Và đố mọi người biết hai em này là nhân vật gì? Và để nói về đồ dùng học tập Sanrio ấy, thì ở Obsen có vô vàn luôn. Như ở trên tay mình thì sẽ là hai cái set DIY về Sanrio nha. Cái em này thì sẽ là hộp DIY có khá là nhiều thứ hay ho ở bên trong. Còn bên trong này có gì thì mời các bạn cùng khám phá sau, tự mua thì mới biết được nhá. Và nếu mọi người muốn sắm những cái set đồ dùng học tập Sanrio ấy thì mình sẽ gợi ý là mọi người có thể mua những cái món lẻ này. Ví dụ như ở đây là sẽ có bút bi Koromi này,
Bên dưới này cũng sẽ có những cái búp bi ram đường Sanrio hình My Melody này, hoặc là hình Pocochaco cũng có nha. Còn nếu bạn nào thích búp bi mà kiểu set ý, thì đây mình sẽ có hai set Hello Kitty ở đây. Hoặc là nếu bạn nào thích em Cinnamoro thì có cả set bút trong như thế này nữa, cũng khá là xinh. Mấy cái em set bút này thì thường sẽ có từ 5 đến 6 bút cho những cái bạn nào mà thích thay đổi. Và bên trong này cũng sẽ có những cái hình thù Sanrio rất là xinh luôn. Nên là bạn nào mê Sanrio thì không được bỏ qua mấy em này đâu nhá. Dành cho bạn nào thích Sanrio mà thích kiểu những cái đồ chơi kiểu thú vị một xíu thì trên tay mình đây là hai Squishy Sanrio nha. Em này thì là Koromi này, còn em này thì là Pom Pom Purin này. Còn phía bên này thì chúng ta có hàng ngàn những cái bộ xếp hình Sanrio khác nhau. Ví dụ như ở đây thì sẽ có là Sanrio với cả đồ ăn này. Những em này thì là Sanrio kiểu bình thường. Còn qua đây nhá, chúng ta thậm chí là còn có mấy em Sanrio kiểu đua xe nữa nha mọi người. Nói chung là nếu mà bạn nào mê xếp hình ý, thì không thể bỏ qua cái dãy Sanrio này đâu. Tại vì mình thấy là em nào cũng xinh và nhìn em nào cũng muốn mang về xếp ý. Và nếu như mọi người biết ý, thì dạo này thời tiết miền Bắc khá là ẩm ướt. Thế nên mình nghĩ là so với đi giày thì đi dép sẽ thoải mái hơn. Và tiện thể ở đây lại có mấy em dép Sanrio rất là xinh. Mấy em này sẽ có cả chữ nhân vật ở trên này luôn nha. Ví dụ như em này có hẳn chữ Koromi này. Em bên này thì sẽ có là Hello Kitty này, Cinnamoro này. Và mọi người ơi, mấy em dép này cực kỳ nặng tay và chắc chắn luôn. Lại có thêm mấy cái zip xinh xinh để gắn dép nữa. Đi vào mùa mưa thì cực kỳ tiện lợi luôn. Và nhân vật hot hit cuối cùng trong ngày hôm nay đó chính là Loopy. Cái nhân vật này thì dạo gần đây em ấy rất là hot luôn. Và đồ về em ấy thì siêu nhiều luôn. Ví dụ như là hai Loopy bow trên tay mình đây. Và nếu mọi người thấy thì ở dưới này là cả một dàn Loopy. Và em ấy còn kiểu có những cái mũ riêng kiểu cosplay ấy. Em này thì cosplay boy này. Em này thì là cosplay ong này. Bên cạnh kia thì có kiểu đội mũ dâu này, mũ nho này, các thứ rất là xinh. Các bạn thích em Loopy như thế nào thì cùng comment cho mình biết nhá. Còn riêng mình thì chắc là mình sẽ thích một em Loopy kiểu trông như thế này. Em thì không đội mũ gì cả mà kiểu basic thôi. Và mọi người ơi, nhìn này, cái khu móc khóa này mình không biết là nên gọi nó là khu móc khóa hay là khu Loopy nữa. Tại vì mọi người nhìn nhá, bao quanh khu này toàn là những em Loopy em ấy xâm chiếm thôi. Có cả những cái em dạng Loopy là móc khóa túi đa năng này. Hoặc là có những cái em Loopy bông như thế này cũng rất là xinh. Hoặc là bạn nào mà thích kiểu những cái em mà đội mũ thì cũng có luôn nha. Đây, mọi người có thể thấy mấy cái em này, em nào cũng xinh hết á. Còn nếu mà mọi người cảm thấy là sự lựa chọn nó khó khăn quá thì có thể chọn một em Loopy basic như thế này cũng rất là đáng yêu nha. Mọi người ơi, mình bảo mà cái khu móc khóa này bị Loopy xâm chiếm rồi sao ấy. Mọi người nhìn nha, cái khu móc khóa le này bên dưới cũng một đống em Loopy luôn. Và mình thấy là em nào cũng xinh hết. Và mọi người chấm điểm xem là mấy em Loopy này mà làm móc khóa đôi thì được bao nhiêu điểm nhở? Ôi mọi người ơi, mình tìm được một em túi Loopy siêu to khổng lồ nhá. Và cái em này thì chắc chắn là đựng được rất là nhiều đồ luôn. Mà thậm chí là mình nghĩ là em ý mà phối phụ kiện với cả quần áo các thứ cũng khá là ok. Mình nghĩ là chắc là mình sẽ mang cái em túi Loopy này về nhà. Tại vì em ý vừa xinh này, vừa đẹp này, vừa to này, lại còn vừa đáng yêu nữa. Tội gì mà không mang về đúng không? Mình mới tìm được mấy em card holder hình Loopy siêu xinh luôn. Và nếu mà bạn nào mà kiểu có thẻ học sinh này, sinh viên này hoặc là thẻ nhà nhá, thì mọi người cho vào cái card holder này rất là tiện. Sau đó em card holder này còn có một cái móc nữa để mọi người có thể móc vào ba lô này hoặc là móc vào chìa khóa. Nói chung là vừa tiện lại có hình em Loopy, ngại gì mà không lấy vài em về dùng dần đúng không? Đố mọi người biết trên tay mình là cái gì? Em này nhìn qua thì khá là khó đoán. Mọi người biết đây là thước dây không? Và mấy em thước dây này thì sẽ có mấy em Loopy khá là xinh ở phía trên. Em này thì bé bé, mọi người có thể mang đi học và đi làm nha. Cái thước dây này nhìn thấy thôi nhưng mà thi thoảng thì mình cũng khá là cần thiết trong cuộc sống đấy. Ôi mọi người nhìn xem mình tìm được cái gì ở đây này. Ở đây thì sẽ có mấy em lược massage có hình Loopy khá là xinh nha. Và mình thấy là có khá là nhiều mẫu khác nhau. Em lược massage này thì có nghĩa là nó sẽ có những cái răng lược massage như này. Khi mọi người trải lên tóc thì nó sẽ tạo ra sự thoải mái cho mình. Và đặc biệt còn gắn mấy em Loopy siêu xinh ở đây nữa. Thế nên là ngại gì mà không rước một em về nhở. Mình lại tiếp tục săn được mấy em kẹp tóc Loopy siêu xinh. Mấy em này thì lại là kiểu cosplay Sanrio nữa nha. Thế nên là nếu mà bạn nào vừa thích Loopy vừa thích Sanrio ấy, thì mình nghĩ đây là một sự lựa chọn đúng đắn đấy. Và một gương mặt mới nhưng mà siêu hot trong cái thời gian gần đây ấy, đó chính là kẹp tóc hoa lan hồ điệp. Ở đây thì mình có một dàn hoa lan nha, có rất là nhiều màu khác nhau cho các bạn lựa chọn. Và mấy em kẹp tóc này ấy, thì mình thấy là mọi người kẹp thế nào hay là kẹp bầu nào lên đầu nó cũng xinh ấy. Cái kẹp tóc này mọi người mua về kiểu ví dụ là ra ngoài thiên nhiên hoặc là đi du lịch mà chụp thì cực kỳ đẹp luôn. Hoặc đơn giản các bạn chỉ cần selfie thôi cũng rất là đẹp rồi.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong video thử thách đi săn những đồ hot trend tại Ocean. Còn các bạn nào mà có những cái idea khác cho video tiếp theo thì cùng comment bên dưới cho mình biết nhé. Các bạn nhớ like, share và subscribe YouTube của Ocean nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.